ngôn ngữ trần gian như túi rách, đựng sau đầy hai tiếng mẹ cha. Dưới tay con níu thời gian lặng lẽ bay vào hư vô. Lá ngô lay ở bờ sông dẫn vô, người không thấy về. Xin người hãy trở về quê, một lần về cuối thôi. Ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao hai chữ nước ghi trọn đời. Mẹ cha chỉ thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tuôn. Thiên kinh giảng quyển chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đất thành Phật tiên. Mà Phật tử vẫn ở lại đông đủ trong buổi chiều này, đó là một niềm vui lớn của chúng tôi. Xin dâng tặng quý vị một tràng pháo tay. Và niềm khích lệ lớn này chắc là chúng tôi phải tranh thủ làm một cái giảng đường lớn hơn nữa, để Phật tử không phải ngột ngạt và nực nọ như vậy. Quý Phật tử chịu không? Rất cảm ơn quý vị. Và trước khi chúng ta bắt đầu buổi giảng cho chiều hôm nay, chúng con xin hát tặng Chư Tôn Đức và toàn thể hội chúng bài ca Niềm Tin Học Viện, lời của Thượng Tọa Thích Đạt Đạo, phổ nhạc do Phật tử Trúc Linh. Không biết bên đờn có đờn được không ta? Không, Phật tử đờn chắc ăn hơn nha. Nào về đây bên nhau dưới bóng Phật Đà, nào về đây tay trong tay sống vui lúc hòa, nào về đây chung xây niềm tin thiết tha, vì trí dung tâm sân nơi ta chân lý đạo bằng. Để Phật học viện là nơi phát huy tranh đạo, để Phật học viện giảng ơi Phật giáo Việt Nam, đường bát chánh để mang vui cho đời, lòng vị tha gieo phúc nơi nơi. Dù có nguy răng đang một lòng ta dung tiếng hướng theo đức tuệ từ bi. Để Phật học viện là nơi phát huy tranh đạo, để Phật học viện giảng ơi Phật giáo Việt Nam, đường bát chánh để mang vui
cho đời, lòng vị tha thiện phúc nơi nơi. Dù có nguy sang nam lòng ta chung tiếng, hướng theo đức tề từ bi. Dù nóng hay là nực ta vẫn ngồi đây, không bao giờ bỏ giờ hết. Đấy là nóng nực cỡ nào cũng ngồi đây, không có bỏ giờ. Vì lý do đó mà hát cái bài này. Và phải nói là không có niềm vui lớn nào, không có sự khích lệ lớn nào đối với Chư Tăng bằng sự hưởng ứng của Phật tử trong vấn đề tu tập. Hôm nay chúng tôi chia sẻ cùng Chư Tôn Đức cũng như đại chúng về cái chủ đề bốn mùa nhớ ơn cha mẹ. Được không? Chúng ta nhớ ơn một mùa. Trời ơi, Phật tử hỏi thầy chứ thầy ơi, bây giờ không phải mùa Vu Lan, con có làm lễ trai tăng báo hiếu được không? Thầy nói thôi thì bữa nay thầy giảng bốn mùa nhớ ơn cha mẹ. Cái mùa Vu Lan báo hiếu mới báo hiếu được rồi thôi, chứ cha mẹ đẻ mình ra chắc là mùa xuân không đẻ. Mùa xuân có sanh mình ra không? Mùa hạ có sanh không? Mùa thu lá bay có sanh không? Không lẽ sanh mình bay hết. Rồi mùa xuân vui quá có sanh không? Lúc đó sanh mới buồn á. Tự nhiên người ta đi chơi mình sanh ngồi vô ổ lửa. Như vậy thì có đáng thương cha mẹ mình không? Thương cho tràn vào tay đi. À, cảm ơn quý vị. Sao mình nói gì nghe cũng dễ hết ta. Cho nên quý Phật tử có tặng cho thầy một danh hiệu. Trời, sư phụ nói hay hết mép luôn, dễ hiểu gần chết luôn mà con nhớ. Nói hay dễ hiểu mà con nhớ. Thôi bó tay, sư phụ muốn kiểm tra đâu có biết đâu rồi kiểm tra. Tại vì anh đâu có nhớ đâu. Rồi, như vậy bốn mùa quý Phật tử thuộc chưa? Ai không thuộc trả về lớp 1. Xuân, hạ, lặp lại. Phải không? Chắc ăn không? Trật lập. Việt Nam mình có hai mùa mưa nắng nè, cho nên có bài hát quê hương tôi hai mùa mưa nắng. Hết rồi. Ở vậy cái chương trình của mình nó hơi chạy theo lấy đà không, thấy không? Do vậy cũng vì lý do đó mà cái mùa Vu Lan này là cái đà để cho chúng ta báo hiếu đó, phải chưa? Thầy giả bộ thầy lên câu giọng cổ, ở thầy lên câu nhạc là cũng là để cho nói với Phật tử. Mùa Vu Lan chính là khơi nhắc chúng ta sợ rằng nguyên một năm chúng ta quên mất tiêu cha mẹ đó. Giờ nhắc lại nè, quý Phật tử phải quên không? Mùa xuân quý Phật tử có nhớ cha mẹ không? Có không? Đó, dưới cái câu nào mình nói mình nhớ? Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ. Hư làm như ba mẹ ở riêng nè. Nó mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy. Nhớ nói chữ Tết giùm thầy nghe. Có người không có nói được chữ Tết, nói mùng một hết cha, mùng hai hết mẹ. Tự ơn cái nó mùng ba Tết thầy luôn. Nó nghe ba cái hết. Nói vậy mà ta nghe không rõ, người ta tưởng chết hết chết. Cho nên nói là mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy, có nghĩa là đi mừng tuổi. Cái chữ Tết đó là đi mừng tuổi. Mùng 1 thì mừng tuổi cha, mùng 3 thì mừng tuổi thầy. Như vậy thì bây giờ á, mùa xuân để mình nhớ đến cha mẹ. Nhưng phải là quý Phật tử nhớ có ngày mùng 1 không ta? Trời ơi, về gặp ba mẹ được miếng à. Ba mẹ ơi, nguyên một năm con làm ăn cực khổ, Tết con về con thăm ba mẹ. Có khi 2-3 năm luôn không có về quê. Có không? Trong kinh Vu Lan phải tụng cái đoạn đó chưa? Thấy không? Phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thượng hòa. Cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là mấy đực rửa. Xong đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình. Trước thì còn lai vãng viên thâm, lần lần lạc nhách, biệt tâm biệt nhà. Vậy đó, có khi đi nước ngoài rồi á,
gần 10 năm chưa về thăm cha mẹ. Thôi, đau không quý vị? Ruột thắt gan bào, đau đớn lắm, nhớ thương lắm. Tới chừng hô cha mẹ mất rồi, bỏ hết công việc chạy về, uổng phí thời gian. Lúc mà cha mẹ còn sống á, thì nó nói bận công việc nó không về được. Khi hay cha mẹ mất là nó bỏ hết công việc nó bay về. Nhưng mà rồi quay trở qua còn công việc làm không? Không. Vậy thì tại sao lúc cha mẹ còn sống không chịu dám bỏ đi? Thì dầu rằng trước sau cũng mất việc mà. Vậy đó mà về khóc lăn ra đó, xỉu ra đó. Như vậy thì đối với chúng ta mùa xuân, trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này, nhắc nhở quý Phật tử mùa xuân đừng bao giờ quên cha mẹ. Bằng bất cứ giá nào, ở phương trời nào cũng về với cha mẹ mình. Phật tử đồng ý không? Vậy là thầy mừng. Vậy là còn cái gốc Việt Nam, chứ không là gốc Việt Kiều. Tại vì Việt Kiều thì đau đớn lắm. Tại vì đi xa nghe nói là làm ăn là giàu có, nghe đi nước ngoài thì cũng mừng và phước báo lắm mới sanh ra một cái đất nước, một cái quốc độ đầy đủ. Có nghĩa là cái nhu cầu vật chất tốt hơn mình, nhưng mà chưa chắc nhu cầu tinh thần tốt hơn mình. Đau đớn lắm quý vị ơi, nhớ thương quê hương lắm. Cho nên nghe nói quê hương hai mùa mưa nắng là bắt đầu nước mắt nó chảy. Cũng vì lý do đó đó mà chúng ta ở Việt Nam, người Việt Nam ăn cơm Việt Nam, ở Việt Nam là hạnh phúc Việt Nam. Đó. Nhưng mà lỡ có đi nước ngoài thì hạnh phúc double. Nhưng mà có đi rồi cũng phải về, vì lá rụng về cội. Cho nên mỗi mùa, mỗi năm chúng ta nên về thăm cha mẹ một lần, dầu ít hay nhiều. Để chi vậy? Để chúng ta nghĩ rằng giàu có đem theo được không quý vị? Có đem được không? Mắc gì mình phải giàu có chi dữ vậy? Thấy không nè? Đủ ăn, đủ mặc, đủ xài. Như vậy một năm như vậy, mình làm cái dĩa trái cây có bao nhiêu loại trái quý Phật tử? Mấy loại trái? 5 loại hả? Đâu kể nghe thử coi. 1. Không có đồng bộ. Mạnh ai nấy kể. À, bây giờ trái đầu tiên là trái gì? Cầu. Đồng ý không? Cho một trang vỗ tay. Cầu. Cầu gì nè? Hả? Cầu là tới gì nữa? Dừa hả? Cầu rồi dừa. Đồng ý không quý vị? Đồng ý. Cho rằng có ta lớn lên có nhỏ như người ta bụ giờ dư hết hay sao? Ta cầu dừa mà giờ dư hết hay sao? Không vỗ tay ta. Có dư chưa? Mỗi năm dư một cục. Đứa này biết bò, đứa kia lò mò chung ra. Dư hay thiếu? Dư. Vậy mà nói dừa thôi. Phải không? Rồi thứ hai là dừa. Thứ ba. Hay quá. Cái này cho một trăm phát ta lớn lên. Cầu dừa đủ. Chắc ăn luôn phải không? Xài này có thuốc á. Cái gì? Xài. Phải không? Cầu dừa đủ xài. Rồi cái gì nữa? Hả? Cái gì nữa? Thầy nghe từ xa xa nói chôm chôm. Rồi có người nói thôm, còn có người nói sung, có người nói là cầu sung vừa đủ xài, có người nói là cầu thôm vừa đủ xài, có người nói là cầu chôm vừa đủ xài. Trời đất ơi, Tết mà nó nói là cầu chôm vừa đủ xài. Cho nên là trên bàn không biết gì, thờ chôm chôm lên luôn. Cho nên đọc cái câu cho nó vừa đủ, là cho nó suông là cầu chôm. Cho nên là làm sao chúng ta trên cái mâm trái cây ấy, mà chúng ta cảm thấy là nó có ý nghĩa phải không? Thì về sau người ta để chữ cho người ta hai mái trái sung, để cho nó sung. Cầu sung vừa đủ xài,
sung mà vừa đủ. Cái này nó hợp không? Rồi bây giờ nó là cầu thơm vừa đủ xài, hợp không? Thơm thì đâu có dễ để mà xài, phải không? Vậy thì có người nói trên bàn thờ dĩa trái cây con để thêm cái cuốn kinh lên, con nói là cầu kinh vừa đủ xài. Rồi bắt đầu rồi có người nói là cầu con vừa đủ xài. Có nghĩa là Tết mình cầu con, cầu hai đứa thôi, vừa đủ xài hay là vừa đủ quánh. Là có nghĩa là ai cầu cái gì đó thì cái đó là cầu chấm 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 vừa đủ xài. Cứ hỏi mình muốn cầu cái gì thì mình đưa vô cái đây. Vậy thì mùa xuân dĩa trái cây cũng chính là tinh thần nhân quả của nhà Phật. Mà chúng ta thờ cái lư hương cũng là thể hiện cho mùa xuân rồi có qua hay ở lại quý vị? Qua hay ở lại? Qua. Tuổi trẻ chúng ta qua hay ở lại? Qua. Các cụ già rồi bây giờ mai mốt này qua hay ở luôn đây? Ngay cái chỗ này nè. Cho nên nói là mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang là tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới anh em con quay lại mừng tuổi mẹ. Tại giờ thầy còn có mình bà già, ông già ông đi rồi. Mỗi năm quan điểm của chúng tôi, mà cũng là tôi cũng đã lập được cái truyền thống đó với tất cả anh chị trong gia đình, là mỗi năm ngày mùng 1 Tết, buổi sáng anh chị làm gì làm, cái buổi chiều là phải tập trung về nhà. Để chi vậy? Làm cái lễ mừng thọ mẹ. Nếu ngày mai này cha mẹ mình có mất đi, nguyên một năm có thể là anh em lo làm ăn gì đó, nhưng mà cái ngày Tết là cái ngày có thể là chúng ta làm cái lễ dỗ lớn nhất. Tết, mùa xuân đó, nhớ ơn cha mẹ để làm cái lễ lớn nhất mùa xuân. Và cái ngày rằm tháng 7 nếu được thì chúng ta lại một lần nữa làm cái lễ cầu siêu cho cửu quyền thất tổ. Như vậy thì nói như vậy có nghĩa là mùa xuân chúng ta phải nhớ ơn cha mẹ. Nhưng mà làm sao để mùa xuân cha mẹ chúng ta được nở nụ cười đó trọn vẹn, thì bữa nay tôi muốn gửi gắm cái điều đó. Có nghĩa là mùa xuân có những cái người ở bệnh viện á, là họ không bao giờ dám rời khỏi bệnh viện. Ghê không? Tại sao quý vị? Tại sao mà các vị bác sĩ không dám bỏ bệnh viện? Nhiều quá, đủ thứ chuyện trên đời. Nào là tai nạn giao thông nè, nào là uống rượu đánh nhau nè, nào là gì, thua cờ bạc, hát cổ tự tử. Con đó thấy chưa? Như vậy mình có nhớ cha mẹ ông bà mình không? Ta nói Phật tử nói cùng với thầy, khi vui đừng có vui hơn. Lặp lại lần nữa. Khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Lặp lại lần nữa. Vậy là mùa xuân vui hay buồn? Vui hay buồn? Khi vui đừng có vui hơn. Thấy chưa? Vậy mà mùa xuân có nhiều người ở giờ ba ngày Tết làm gì? Nhậu. Thờ đó cơ. Ngày xuân đáng ra là người ta mừng lắm, ai về nhậu sáng dậu, nhậu vui lắm, chiều về quánh vợ chửi con.
hoặc là nhậu đã rồi, một năm chưa có dịp, tao rảnh tao quánh mày, bữa nay tao nhậu rảnh quánh mày. Có không quý vị? Trời, nghĩ sao vui mà kỳ cục vậy? Trời ơi, vui mà nhậu đã rồi quánh nhau là sao? Vậy đó, mà quý vị Tết nó quý vị giả bộ quý vị tới bệnh viện biết liền à? Đủ hết rồi đó, thấy không? Đủ mọi cái tầng lớp ở trên đó. Như vậy thì cái mùa xuân cha mẹ mình có vui không? Lo ghê lắm. Nó nói là bây giờ nguyên một năm anh em mình đâu có gặp nhau, lâu lâu mình về đua xe. Trời ơi, hỏi tại sao trước nói đua xe không tết tốt mà đi nhau mày đi đua xe nhức nói. Tết là môi miệng ta còn đầy đủ ăn cho ngon lành đàng hoàng. Đằng này Tết rồi nó đem nó xé môi ăn cho nó mát. Chịu nổi nó không? Làm như vậy cha mẹ nào chịu cho nổi trời. Vậy có báo hiếu cha mẹ không? Đáng ra là mùa xuân từ các nơi về thăm cha mẹ vui lắm chứ. Đằng này coi chừng mùa xuân nhiều gia đình rồi, mùa xuân trở thành là mùa đông băng giá. Sau khi con cái về gặp nhau rồi là từ đó về sau không còn ai gặp ai nữa. Thì cái này là thầy muốn nhắn nhủ với quý vị, hãy thụ hưởng một mùa xuân an lạc, một mùa xuân giống như là một mùa xuân Di Lặc vậy đó. Tại sao trong đạo Phật mình có cái mùa xuân Di Lặc? Rồi bây giờ quý Phật tử thấy ngài Di Lặc không? Đâu rồi, không thấy thôi, thầy giả bộ, thầy lại đây thầy làm ông Di Lặc giùm con cái coi. Bây giờ làm sao để mình biết là ngài Di Lặc với lại tiên Như Ý Châu? Trong bát tiên á, thì có một vị Như Ý Châu, cho nên mình thấy á, có những cái tượng Di Lặc mà giờ này đó là vị đó cầm cái thổi vàng. Cái vị mà cầm thổi vàng tướng giống ngài Di Lặc nhưng không phải ngài Di Lặc. Đó vào là một vị trong bát tiên. Cái vị đó được xem như là một vị Như Ý Châu, có nghĩa là cầm cái ngọc Như Ý và cầm vàng bạc đem cho người ta. Cho nên cái vị đó đó là một vị bát tiên hay là một vị Bích Chi Phật, chứ không phải là Đức Phật Di Lặc. Bây giờ làm sao để ta phân biệt ra Đức Phật Di Lặc để ta biết là mùa xuân Di Lặc? Mùa xuân Di Lặc cũng là mùa xuân báo hiếu. Khi chúng ta thấy ngày Di Lặc là chúng ta thấy một đứa bé nó móc cái bao tử, móc cái rúng. Một đứa bé nó trọt cái họng, nó móc họng. Có nghĩa là mình nói gì nó cũng móc họng mình hết á. Mà nếu mà nó móc họng mà mình cười được có nghĩa là báo hiếu được. Thấy không? Còn một đứa thì nó trọt vô lỗ mũi nè. Còn một đứa là nó thọt vô con mắt, một đứa nó móc cái lỗ tai. Thấy không? Còn một đứa nó nằm ở trong cái túi đãi. Như vậy mới gọi là biểu tượng Di Lặc. Nhiều quý Phật tử hiểu chưa? Sao nghe đến tên người ta hiểu chưa? Vậy thì mai này cái tượng nào mà ta hỏi tượng này có phải tượng Di Lặc không? Quý vị biết trả lời không? Nếu tượng nào mà không có sáu cái chú tiểu đó là không phải tượng ngài Di Lặc. Thấy không? Cái tượng mà trong cái túi đó đó gọi là ý. Cái tượng móc mắt là nhãn. Cái nhãn nè, nhĩ nè, tỷ nè, thiệt nè, thân nè. Mà thân nó đã móc ngay cái bụng đó. Còn một đứa là ở trong cái túi đãi mà nó lú đầu ra gọi là ý. Tại vì trong cái túi đãi mà. Do vậy mà có những cái biểu tượng có năm đứa bé ngoài, có những biểu tượng thì có cái túi mà có đứa bé nó lú cái đầu ra nữa. Như vậy cái biểu tượng đó mới gọi là ngài Di Lặc. Tượng trưng cho gì? Tết mình đi chơi, ai nói gì kệ họ, ta muốn nói gì ta nói, ta muốn ca gì ta ca. Miệng ta chứ không phải miệng mình. Mình muốn móc đưa vô móc miệng mình á, đừng móc họng ta. Người ta tự hiểu không? Tết chơi vậy là vui hả? Mà chơi vậy là báo hiếu cha mẹ được. Còn nếu mình không biết chơi như vậy á, là báo hiếu không được. Còn con mắt mình, mùa xuân mà ai muốn chơi kiểu nào đó chơi, ta muốn mặc áo nào đó ta mặc, phải không? Lỡ mà ta đi chơi xong rồi ta muốn ghé chùa Linh Thú, ta mặc áo cánh gián. Nó vô chùa mà nó mặc áo cánh dơi. Một cánh một bên, còn một bên nó dơi ra. Rồi bắt đầu nó vô chùa nó khúm núm, nó đi nó té cái rắc. Nó chưa té, thầy nói trước. Thì bây giờ quý vị nghĩ coi là có nhiều người mà không biết tu á, mà không biết đón xuân Di Lặc á, ghét đi chùa nó gì đó. Mình mà mình khởi cái tâm mà phiền não như vậy đó thì cái người đó có vui không?
tâm người ta thành lắm người ta mới đi chùa đó, mà lỡ người ta đi chơi với bạn mà giờ ta thấy chùa ta muốn vô quá đi thì thôi kệ người ta vô. Mình phải nên hiểu như vậy để mình đón cho nó trọn vẹn mùa xuân. Mà lỡ như mà có cha mẹ, có người thân của người ta đi, người ta cũng hoan hỷ. Nếu không nữa mà mình không biết đón xuân như vậy là làm sao có mùa xuân được. Như vậy thì tóm lại, mùa xuân đối với chúng ta là mùa xuân an lành, như vậy gọi là mùa xuân báo hiếu. Rồi đại chúng lặp lại với thầy: mùa xuân an lành, mùa xuân di lặc là mùa xuân báo hiếu. Đón xuân không nhậu, không quánh bài, không đua xe là mùa xuân báo hiếu. Dễ không quý vị? Làm được không? Hỏi cái từ làm được không, nói xỉn. Chỉ có mấy người nói. Thấy không? Cho nên mùa xuân á, quý vị đi chùa lễ Phật, mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Nhưng mà nói cha mẹ ơi, con hằng ngày con mắc đi làm, con không có giờ rảnh đâu mà thắp hương mà lại Phật mà cầu xin cho cha mẹ. Thì giờ Tết làm gì? Nói giờ Tết rảnh quá không biết làm gì, không quên bài. Chứ tại sao Tết không chịu về chùa tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tham thiền? Cho nên Tết năm nay nếu đầy đủ duyên, thầy mở khóa tu mùa xuân. Phật tử chấp nhận không? Về tu không? Phật tử chấp nhận về tu, đăng ký khóa tu mùa xuân với ban thư ký. Thầy tranh thủ làm lẹ cái giảng đường để quý vị về có khóa tu mùa xuân. Để mùa xuân mình không có dịp để mà mình đi đua xe, không có tráng sức môi, nó sức môi còn đỡ, không còn cái răng nào. Như vậy thì nếu như mà mùa xuân mà mình biết tu là mình báo hiếu cho cha mẹ. Như vậy thì đối với chúng tôi, mùa xuân là cái mùa báo hiếu tốt nhất. Vì sao vậy? Phật tử vừa có thời gian rảnh rỗi đi chùa lễ Phật. Có nhiều người ba ngày xuân không bao giờ đi đâu, đi chùa không à, không có đi chơi đâu. Đi chơi, bạn bè rủ đi chơi, đi chùa với tao. Tới chùa làm công quả, cắm hương, tụng kinh, lại Phật. Đó, xong tới chiều về. Đó, ngủ, ngày mai đi chùa khác tiếp. Và cái một mùa xuân như vậy á, có người người ta đi nguyên một tháng luôn, từ mùng 1 cho đến ngày 30 tháng giêng đi chùa, không là không đi chùa. Ngày nào cũng đi chùa làm từ thiện, làm phước làm thiện đó, là nguyên một cái mùa đó gọi là mùa gì? Tháng giêng là tháng ăn chơi. Mà mình không ăn chơi nữa thì tháng giêng là tháng đi chùa. Tháng 3 đi miễu, tháng 4 đi đình. Đó là quanh năm, quanh năm suốt tháng đi chùa, đi miễu, đi đình gì không? Nếu mà mình mà biết thắp hương lại Phật, biết làm tác phước thiện duyên như vậy, cha mẹ mình có phước không quý vị? Có phước không? Qua tuyệt vời luôn, cho một tràng pháo tay nữa. Qua tới mùa thu. Ủa, qua tới mùa hạ chứ làm gì chạy lẹ chứ. Mùa hạ. Mùa xuân có 3 tháng ha. Thì chúng ta nhớ là trong 3 tháng đó thì chúng ta phải có cái chương trình kế hoạch rõ ràng. Mà nếu như ai mà tu mà báo hiếu cho cha mẹ thì chúng ta có một cái lịch đó, một tháng như vậy mình đã làm gì cho cha mẹ rồi, mình đã làm cái gì cho mình rồi, mình có làm cái gì cho thân bằng quyến thuộc của mình đã làm cái gì cho đất nước. Cái quý vị cảm thấy quý vị đón xuân tuyệt vời lắm. Mùa xuân an lành, mùa xuân phải nói là rất là lành mạnh và hạnh phúc cho mình và cho những người thân. Bước qua tới cái mùa hạ. Hạ là mùa gì quý vị? Hạ là mùa gì? Hè. Hạ là hè. Phải không ta? Phải hạ là hè không? Phải không? Hầu như không phải. Hả? Vậy thì giờ này là mùa gì? Giờ này mùa gì? Mùa thu. Thu còn hè không? Thu còn hè không? Hết rồi. Như vậy mùa hạ là mùa hè. Mùa hè là mùa nóng, mùa nắng. Như vậy thì mùa thu cha mẹ mình bị teo nữa lại, vì nắng teo. Cho nên quý vị nhớ đến cha mẹ hàng ngày phải tắm cha tắm mẹ, chứ không là cha mẹ bị teo trở lại. Thầy mới nghĩ là nếu như mà chúng ta nghĩ đến mùa thu mà để báo ơn cha mẹ, chúng ta làm sao? Mùa thu có bao nhiêu cái tiết lễ quý vị? Cái ngày lễ vía, ngày tiết, ngày khánh, cũng như là ngày Tết á,
Ngày Tết là có ngày mùng 5 tháng 5 phải không? Nó rơi vào mùa nào? Mùa hạ đúng không? Là Tết Đoan Ngọ đúng không? Vậy thì cái mùa xuân chúng ta đã có cái Tết, vậy mùa hạ chúng ta có Tết nữa đúng không? Vậy thì nếu như mà không có ngày nào để chúng ta báo đáp cho cha mẹ được, thì cái ngày mùng 5 tháng 5 là cái Tết Đoan Ngọ, là cái Tết này gọi là Tết trái cây, đúng không quý vị? Đúng không? Đúng, cho anh chàng vỗ tay đi. Vậy thì mùa xuân á là Tết hoa. Mùa xuân là hoa nở rất nhiều, nhưng mà có loại trái cây thì không có. Nhưng á, mà mùa thu á thì là Tết trái cây. Tết Đoan Ngọ là Tết trái cây, cho nên là có rất nhiều trái cây. Mùa xuân dâng một đóa hoa lên tặng mẹ, đây là mùa của ngàn hoa. Còn mùa thu về dâng lên cho mẹ nguyên một mâm trái cây, mẹ ăn giùm con mâm trái cây, không nở bề ngang cũng nở bề dọc. Nghe cái câu chuyện nở bề ngang nở bề dọc chưa? Nghe chưa quý vị? Chưa nghe hả ta? Thiệt là nghe, không có gạt thầy à? Kể cho nghe, muốn nghe không? Muốn kể cho nghe. Nhưng mà nhớ là thầy kể cho nghe, đừng nói thầy nhiều chuyện nha. Tại nói thầy chuyện nhiều được. Để quý vị biết cái câu chuyện là gì. Ông già ông rất là thương con, mà thằng con ông là thằng út đực, nó rất là vụng về, nó chậm chạp. Thì ổng là ai? Ổng là ba của út đực. À, mà vợ của út đực là ai? Chị Mén. Khi con hai đứa con nó về ở với ông thương lắm. Đến lúc nàng dâu chuyển bụng xanh, thằng đậu không biết làm gì hết. Mén cứ lây quay đau bụng mà không biết làm gì hết. Ông già ổng cũng ba út đực mà, ông cũng ráng ông chạy tìm thầy tìm thuốc, ông đi mua thuốc về cho con ông uống. Thì tới thầy thuốc hỏi là mua thuốc gì, nói là con dâu tôi nó chuyển bụng mà tôi thấy tôi đau khổ cho nó quá, mà thằng con tôi nó tệ quá nó không làm gì, thôi ông bán tôi liều thuốc tôi về tôi nấu cho nó uống. Cái ông thầy thuốc ông bán được cho liều thuốc, ông già mang về tới nhà nói con ơi để ba nấu thuốc cho con uống. Ông lủi củi ông nấu đâu 8 tiếng đồng hồ, nhỏ đẹp hết. Rồi ông đi cũng đã mấy tiếng rồi, ông về ông nấu cũng mấy tiếng nữa. Cái giờ ông cực quá mà ông nói thôi thì con đẻ rồi ba uống, nó không bổ bề ngang nó cũng bổ bề dọc. Trời ơi là trời, ông uống vô một cái, một tiếng đồng hồ sau chuyện gì xảy ra? Chuyện gì quý vị? Không biết tại sao lưng cong mặt đỏ. Trời ơi, ổng rằng. Cho nên cái câu chuyện đó là câu chuyện không nở bề ngang cũng nở bề dọc. Vì hiểu chưa? Trời ơi là trời. Nghĩ sao cha mẹ thương con mà thương kỳ cục vậy trời. Cho nên chúng ta là lặp lại với thầy cái câu này: cần cù, thiếu thông minh, đâm ra chết người. Cần cù, ngu si, đâm ra phá hoại. Cần cù, thiếu thông minh, tự mình nhảy xuống hố. Có nghĩa là mình cần cù lắm, nhưng mà mình có một cái tội là thiếu thông minh thôi. Cho nên 14 điều răn của Phật là gì? 14 điều răn của Phật có nghĩa là khiếm khuyết lớn nhất là thiếu hiểu biết. Ha? Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết. Quý vị lặp lại với thầy: khiếm khuyết lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết. Cho nên đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp, ai không học là tu mù, ai học mà không tu thì để đó. Tại vì học mà chưa tu thì để đó chưa xài được. Cũng như là mình có ngọc nhưng mà mình chưa xài được vậy thôi. Vậy thì đối với chúng ta mà chúng ta muốn hưởng ứng cái mùa thu về tinh thần là hiếu thảo với cha mẹ, ai không tổ chức cha mẹ được cái lễ ở mùa xuân, ngày Tết, thì quý vị tổ chức cái ngày Tết Đoan Ngọ là ngày mùng 5 tháng 5,
làm cái lễ mừng thọ cha mẹ. Quý vị làm được không? Nghe nín thinh cho tôi. Được không? Có nghĩa là Tết mà nó quớt rồi thì mình quớt tháng năm. Tết mà nó quớt thì vớt tháng năm. Phải không nè? Như vậy thì tháng năm là cái tháng nằm trong cái mùa hạ. Phải không? Như vậy thì chúng ta vẫn có một cái ngày để báo đáp công ơn cha mẹ. Và trong cái mùa hạ này đó, thì nó còn có một cái gì nữa? Là cái ngày mùng 8 tháng 4. Phải không? Mùng 8 tháng 4 là lễ đảng sanh. Chúng ta muốn báo đáp công ơn của cha mẹ nhân cái ngày đó đó, chúng ta tổ chức một cái lễ gì đó, chúng ta hùng phước để hướng về Tam Bảo, hướng về các cái ngôi già lam, ngôi chùa, để chúng ta tác phước hồi hướng cho cha mẹ. Có nghĩa là mình tìm cái chỗ mình làm phước để hồi hướng cho cha mẹ. Rồi, bây giờ qua đi, cho nó qua cái mùa hè đi. Nhưng mà cái mùa hè chúng ta mà muốn hướng về cha mẹ cửu quyền thất tổ á, là chúng ta phải hướng đến con cháu của mình nữa. Để chi vậy? Cái mùa hè là cái mùa mà nó được nghỉ, đúng không? Mà các chùa bây giờ á, có tổ chức các cái gì? Khóa tu mùa hè cho thiếu nhi. Quý vị có con em có nên cho nó đi không? Quý vị muốn cho tới đây học không? Mai mốt thầy tổ chức. Nếu quý vị muốn thầy mới tổ chức. Muốn không? Thầy hỏi trước để thầy dám thầy tổ chức chứ. Thầy có ý định đó. Nếu mùa hè này được thầy thỉnh quý thầy quý cô này về phụ. Bữa nay có quý thầy quý cô ở đây chứng minh mà. Cho nên là thỉnh quý thầy quý cô về phụ khóa tu mùa hè cho các em thiếu nhi. Và nếu như mà chúng ta đào tạo con em của chúng ta mà nó trưởng thành á, thì cha mẹ mình vui không? Rồi có cháu ngoan cha mẹ vui ghê lắm. Còn cháu mình ra đường học cái gì không biết, về chửi lộn thờ ơi. Về gặp bà ngoại bà nội thôi bà nội trời chạy trốn luôn à. Là nó chửi chịu không nổi mà. Như vậy thì nếu chúng ta để cho nó chơi ở ngoài thì ta có cái câu gì? Gần mực thì đen, gần đèn bị phỏng. Nó chơi đèn thế nào cũng phỏng. Cho nên cho về đây gần gũi quý thầy quý cô để mà nó học được cái ý chí tự giác của quý thầy quý cô. Để một ngày nào đó bản thân của nó phải là một cái người có bản lãnh, xây dựng được bản thân hạnh phúc cho mình, xây dựng được cho gia đình và cống hiến cho xã hội. Rồi bây giờ qua cái mùa hạ, mùa hè, bây giờ tới mùa thu. Phải bây giờ là mùa thu không quý vị? Mùa thu có cái lễ gì? Du lan đó. Mà lễ này là cái lễ chính nè. Thì cái lễ này á là tất cả mọi người con Phật ai cũng hướng về hết. Vì sao vậy? Nó từ xưa tới nay nó được truyền rồi, nó được truyền thừa rồi. Nhưng mà thường khi á, nói tới mẹ nhiều hơn nói tới cha, phải không? Có một lần thầy nhớ là thầy Thiện Thuận có làm một cái lễ nhớ tới cha. Cái mùa Du Lan đó thầy Thiện Thuận làm cái lễ nhớ về cha không? Nhưng mà thầy nghĩ là nếu người ta đã hướng về mẹ không mà mình hướng về cha không, như vậy thì cũng nghiêng có bên hả? Phải không? Anh một bên còn em một bên, trời cũng bên thôi. Như vậy thì cái lễ Du Lan này chúng mình nhớ hết cả cha lẫn mẹ. Giờ quý vị nhớ cửu quyền thất tổ chưa nè? Nhớ chưa? Vậy cửu quyền là ai? Ông bà cha mẹ. Đúng chưa? Đúng chưa? Vỗ tay lớn lên đi. Để chê mình là sai rồi. Phải không? Phải là cửu quyền thất tổ là cha mẹ mình không không? Phải không? Không. Rồi bây giờ quý vị đưa tay lên. Đưa ngược lên vậy nè, chống cái này xuống nè. Rồi bắt đầu quý vị điếm theo thầy. Mình nè. Mình. Cha mẹ. Ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội. Ông cố, bà cố. Ông sơ, bà sơ. Rồi, ông sơ. Cố. Nội ngoại. Cha mẹ. Mình. Rồi lật ngược xuống. Đưa tay trái lật ngược xuống. Mình. Ủa, lật ngược lên chứ quên. Mình. Con. Cháu. Chắc. Chích. Chích. Chắc. Cháu, con, mình. Mình. Lớn lên. Chết. Chắc. Cháu, con, mình. Rồi lặp lại.
Rồi như vậy cửu quyền là gì? Cửu quyền là trên mình bốn đời, dưới mình bốn đời. Năm nào cũng giảng mà quý Phật tử trả lại cho thầy hết. Bởi vậy quý Phật tử thích cái bài trả hết cho thầy. Ra cổng là đi về mình không? À, dạy gì đó thầy dạy thì thầy nghe luôn đi. Nghĩ sao cửu quyền thất tổ của mình chứ không phải là của riêng thầy. Cho nên trên mình bốn đời, dưới mình bốn đời. Như vậy thì cái mùa Du Lan báo hiếu này có phải một mình báo không? Mà mình phải hướng dẫn con, cháu, chắc, chích làm lễ Du Lan để báo hiếu cho cha mẹ, nội ngoại, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông mẩm, ông cẩm. Lại lên nữa, tổ tiên nhiều đời. Nhưng mà nói về cửu quyền là trên mình bốn đời, dưới mình bốn đời mới gọi là cửu quyền. Nhắc rồi phải không? Giờ nhớ chưa? Sao giờ không dám vỗ tay trời? Nhớ rồi phải không? Bây giờ thất tổ là ai? Rồi, không dám trả lời đó. Thất tổ. Rồi bây giờ thì tính cho nè, cái mình biết thất tổ nè, cửu quyền rồi phải không? Bây giờ tính nè, chắc là mấy tuổi? Một. À, chích là một, chắc là 20, cháu là 40, con là 60, mình là 80, cha mẹ là 100, nội ngoại là 120, ông cố là 140, ông sơ là 160. Đó là tính 20 tuổi là một đời. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu là có con dâu. 20 tuổi là rồi. Như vậy là 20 tuổi là trong cái mức tính tuổi là 20 tuổi là một đời. À, cứ tính 20 tuổi là trưởng thành. Cho nên trong đạo Phật của mình á là 20 tuổi là cho thọ giới tỳ kheo. Nghĩa là 20 tuổi là trưởng thành rồi đó. Nhưng mà dân tộc Việt Nam mình thì bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. 18 tuổi là trưởng thành rồi. 18 tuổi là nó chịu trách nhiệm với cái việc của nó. Như vậy 18 tuổi nó có trách nhiệm với bản thân nó. Là nó làm ác là nó ở tù, chứ ba mẹ không ở tù thay. Mà nó 17 tuổi là nó làm ác là coi chừng cha mẹ ở tù thay, vì nó chưa đủ tuổi ở tù. Như vậy thì chúng ta thấy 18 tuổi là nó đủ rồi phải không? Bây giờ 18 tuổi nó cưới vợ, 20 tuổi có con chưa? Chắc ăn luôn, coi chừng 18 tuổi rưỡi là có rồi. Có không quý vị? Đó, vậy là quý vị biết tính chưa? Biết tính rồi phải không? Bây giờ biết tính rồi, giờ thầy nói thất tổ nè. Thất tổ có nghĩa là nó mất hết một đời. Ha, là nó còn cái đời ông cố, ông nội ngoại. Rồi tới cha mẹ. Phải không nè? Có nghĩa là trên mình ba đời, dưới mình ba đời. Con, cháu, chắc. Ở đây có ai có chích không? Ở đây có ai có chích chưa? Chưa bị chích chưa? Thì vậy ra bác sĩ chích dùm cho. Như vậy thì ở dưới chúng ta chỉ có ba đời. Cho nên trên thiếu một đời, dưới thiếu một đời gọi là thất tổ. Phật tử hiểu chưa? Phật tử hiểu chưa nè? Vì lý do đó mà chúng ta 60 tuổi có thể là có cháu, có con, có cháu và có chắc, nhưng mà chưa có chích. Vậy đi ha, có người tới 90 tuổi, 100 tuổi mới có chích. Như vậy cái đó hiếm hay là thường? Hiếm lắm, cho nên cái đó gọi là thất tổ. Có người cúng tới ông cố là nhiều lắm rồi, chứ không ai cúng tới ông sơ hết. Người ta cũng cúng ba đời, cúng cha mẹ, cúng ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Cúng tới ông cố là hết rồi, chứ không ai cúng tới ông sơ hết đó. Do vậy cái này gọi là thất. Được chưa? Phật tử hiểu chưa? Chắc chưa? Còn trả lại thầy nữa không? Nhất định như vậy nghe. Năm sau thầy hỏi lại là thầy phạt đó. Ha, ai mà không biết là bị phạt. Rồi bây giờ Phật tử mệt chưa? Nghỉ được chưa? Mới có hai mùa mà nghỉ vậy. Tới mùa thứ ba. Mùa thứ ba là mùa Du Lan báo hiếu phải không? Vậy thì cái mùa Du Lan báo hiếu, mà cái mùa này là có nhiều người, người ta phát tâm rất mạnh, người ta làm cái công đức từ thiện. Mà cái mùa này là cái mùa cha mẹ mình già là dễ đi đó mà. Cái mùa này là cái mùa âm nhất. Mùa tháng 7 là cái mùa âm nhất. Vì sao vậy? Mưa nhiều. À, cái mùa mà mưa nhiều thì âm nhiều. Mà âm nhiều thì sao? Cái hơi đất nó lên dễ bệnh lắm. Mà bệnh cái đi à.
Cho nên quý vị thấy là cái mùa này rất là nhiều người bệnh, mà cái người già lớn tuổi thường hay đi lắm. Cho nên là quý vị cái mùa này là ráng làm cái việc phước điền nhiều để hồi hướng cho cha mẹ mình, để ở lại với mình trong cái mùa này, đừng có đi sớm. Rồi á, cũng chính cái mùa này là cái mùa mà chúng ta ráng tu tập cho nhiều hơn chút xíu nữa nè. Vì sao vậy? Vì chư tăng an cư các kiết hạ, đem cái phước lành ban rải cho mình. Cho nên á, là quý Phật tử có nhiều người nguyên cái mùa này là đi cúng dường trường hạ hết chỗ này tới chỗ kia. Thầy về đây do công tác Phật sự nhiều cho nên thầy không có tổ chức cho quý vị đi cúng dường trường hạ nhiều. Vậy thì cái mùa tháng 7 là chúng ta cũng có Tết rồi phải không? Bây giờ tới cái mùa gì nữa? À, từ tháng 6 phải không? Tới tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì trong tháng 8 chúng ta còn cái Tết gì nữa? Đó, cái Tết Trung Thu, thấy chưa? Cái Tết này là hướng về con em của mình, thấy không? Làm sao để tạo cho nó một cái niềm vui, nhưng mà đừng có để cho nó thái quá, đừng có để cho nó là quên đi cội nguồn. Cho nên cái ngày đó chúng ta tạo cái Tết cho nó cũng là hướng về cha mẹ của mình. Vì chúng ta nghĩ đến cái đàn con, đàn cháu thì đó là báo hiếu cha mẹ rồi đó. Có những người cha, người mẹ lo làm ăn giàu có lắm, nhưng mà tới chừng quay trở lại nhìn đàn con của mình thì sao rồi? Hư hết rồi. Cũng y như là bón phân cho nhiều mà thấy lá không à, trái hư hết rồi. Cũng vậy, có những người cha người mẹ rất giàu nhưng rất đau khổ với con cái. Thì nhân như cái chỗ này, thầy cũng xin chia sẻ quý vị. Cũng có người nói với thầy rằng: thầy ơi, thầy có cảm thông được rằng con á, nuôi con, nhưng mà do cái nhân quả của con, chắc là đời trước con cũng thiếu nợ mấy đứa con hay sao á. Như cái câu thầy nói con rất là thấm thía. Đại chúng nói lại với thầy: con là nợ, chồng vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Lặp lại: con là nợ, chồng vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Thì có người cái quan gia trái chủ cắt được một khúc rồi, còn nuôi mấy đứa con. Mà cái này thế gian nhiều lắm quý vị. Có những đứa con nó trách cha trách mẹ, tại sao cha mẹ không chịu hạnh phúc để cho nó được hạnh phúc. Cha mẹ bị đổ dở gãi gánh giữa đường để cho nó phải đau khổ như vậy, có không quý vị? Như vậy thì con cái nó có hiểu cho cha mẹ không? Có cha mẹ nào muốn không? Thật sự mà nói thì không có cha mẹ nào muốn đâu. Nhưng mà do cái nghiệp duyên hay là chịu đựng không nổi, chịu đựng hết nổi rồi. Cho nên anh ơi, hồi đó tôi thương anh lắm, vắng mặt anh tôi chịu không nổi. Giờ này anh ơi, anh làm ơn là phước, anh đi giùm tôi, anh ký giấy ly dị, tôi thấy mặt anh tôi chịu không nổi. Có không quý vị? Đó, thấy không? Uống miếng nước coi. Cái vụ này nguy hiểm lắm. Cái gì nó cũng nói chịu không nổi hết á. Vắng cũng chịu không nổi, lúc mà thương mà không dòm mặt nó cũng chịu không nổi. Mà bây giờ ghét anh không ký chỉ lấy gì thì tôi đâm chết. Thì tôi thấy cái mặt ông tôi chịu không nổi. Như vậy thì quý vị coi, nghĩ coi, mà cái người mà quyết định như vậy, con cái nó khổ không? Con cái khổ ghê lắm. Rồi bắt đầu sau này nó trách cha trách mẹ. Nhưng mà cha mẹ của nó có khổ không? Khổ lắm. Cha mẹ của nó đã khổ, con cái đã khổ. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu điều đó, chúng ta hướng về con cái của mình, chúng ta ráng chịu đựng. Thế gian cũng có cái câu, đại chúng lặp lại với thầy: tránh vỏ dưa gặp. Quá hay luôn, xin một tràng vỗ tay. Vậy mà có nhiều người tưởng rằng ngon lắm chứ, chạy theo đi biết liền hà, phải không nè? Cho nên trong cuộc đời này là biển khổ rồi. Chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta theo quy y theo Phật rồi, ráng giữ tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, để chúng ta có được một hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho con cái. Mà gia đình hạnh phúc thì cha mẹ mới tổ chức cái lễ Tết Trung Thu cho nó chứ. Cha mẹ không có hạnh phúc, có tổ chức lễ Trung Thu cho nó không quý vị? Có không? Như vậy thì bây giờ quý vị có tổ chức không? Sao có mấy người nói vậy? Nếu quý vị không tổ chức là thầy tổ chức à? Chịu không? Rồi, rất cảm ơn quý vị. Như vậy thì nhân đây thầy cũng mời luôn quý vị, cái ngày Trung Thu quý vị về đây
để phát quà trung thu cho các em thiếu nhi dự chương trình văn nghệ với nó. Quý vị chịu không? Rất cảm ơn quý vị. Rồi để thầy coi coi trong đây có cái bài Tết Trung Thu em đốt đèn, em đốt nhà đi tu không? Thầy hát đó. Nó cười mà nó quên hàng xóm luôn. Tại vì hôm nọ thì thầy trong cái mùa Trung Thu á, thầy làm lễ Trung Thu cho các em, thì các em nó có hát một cái bài Tết Trung Thu con đốt nhà đi tu. Đó. Cho nên là nếu như mà quý vị á, mà hiểu được cái điều đó đó, thì cái mùa Tết Trung Thu chúng ta xây dựng cho con cái mình một cái nền tảng căn bản. Và đó cũng là làm cho cha mẹ, ông bà mình vui. Mà khi con cháu nó vui thì cha mẹ vui dữ lắm. Thôi thì bước qua cái mùa cuối cùng là mùa đông giá lạnh. Ha. Thầy có từng nhớ một câu thơ của nhà thơ nổi tiếng là ai quý vị? Ai? Ai mà nói nếu không có đêm đông giá lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương của ai? Quên hết trơn hết trọn. Nhà thơ? Hả? Xuân Quỳnh hả? Không phải. Nguyễn? Hả? Phải Nguyễn Công Trứ không? Phải không? Không phải. Vậy là của ai? Nguyễn Đình Chiểu. Của ai? Không phải. Tóm lại là để dành coi lại. Thầy bị rối băng rồi. Thầy biết thật nhưng mà thầy không có nhớ. Tự nhiên cổ nói Xuân Quỳnh, thầy nói không có đúng. Chứ không phải là, tại vì có học rồi nhưng mà giờ ai nói đúng mới nhớ. Tại vì ra qua bấm kịch cái nhớ. Thôi thì bây giờ mai mốt quý vị nghe băng, quý vị gọi điện thoại về nói cho thầy biết tác giả. Thế vậy thì không có mùa đông lạnh giá cũng muốn nói với ta cái gì? Nếu chúng ta muốn làm một cái công ơn, làm một cái người con hiếu thảo, quý vị bình thường người ta có nói mình đại hiếu không quý vị? Quý vị không có làm gì có ai nói trời ơi cái cô này cô hiếu quá trời không? Có không? Mà nó làm gì sao nói được. Vậy thì mình phải làm cái gì đó để mình cảm thấy rằng với cái mùa đông để hiếu thảo được với cha mẹ, thì nhị thập tứ hiếu của Trung Hoa quý vị lấy, quý vị đọc giùm thầy. Có 24 gương hiếu hạnh của Trung Hoa. Thì có một cái gương hiếu hạnh như thế này. Mùa đông nước đóng băng hết rồi. Trung Quốc nước đóng băng, Việt Nam mình không có đóng. Trung Quốc nước nó đóng băng. Thì cái người mẹ ghẻ, người mẹ ghẻ đó, bệnh mà thèm ăn cháo cá. Người cha đó, người cha mới đi tìm cho vợ kế của mình. Nhưng mà do cái người con này hiếu thảo với lại cái người mẹ ghẻ, mẹ kế đó, mới ra ngoài sông đó, là nằm trên cái tảng băng khóc, nước mắt con đó, nhiễu xuống dưới. Băng nó tan ra, cá nó ngồi lên, ông bắt về nấu cháo cho mẹ ăn. Hiếu gơi. Có hiếu không quý vị? Sao nghe nín? Có hiếu mà nín. Giả sử như bây giờ quý vị mùa đông ở Việt Nam mình không có, quý vị chân chục cục nước đá ra, quý vị nằm trên đi. Coi có con cá nào nhảy lên. Có không? Nằm vậy người ta nói điên liền. Như vậy thì mình tùy theo cái thời, tùy theo cái mùa mà mình có một cái hiếu khác nhau, đúng không? Như vậy nhưng mà thầy mong rằng trong tất cả các mùa, đến những cái mùa lạnh thì coi cha mẹ mình có lạnh hay không. Ít ra cũng mua cái áo lạnh về, má ơi mùa đông má có lạnh không chứ. Mình đầy đủ cơm ăn áo mặc mà cha mẹ mình thiếu cơm ấm, thiếu áo thì chịu nổi không quý vị? Chịu nổi không? Vậy mà có nhiều người con ở phương xa tới chừng lạnh, nghĩ tới cha mẹ mình mà bây giờ lo cho cha mẹ không được, buồn không? Buồn lắm, thúi ruột, thúi ghen. Tại cha mẹ đứt ruột sanh con mà. Mỗi lần nhớ đến cha mẹ như vậy là thúi ruột, thúi ghen. Mà sau một mùa đông giá lạnh rồi đó, con cũng muốn về thăm cha mẹ mà về không được, nó còn đau nữa. Mùa xuân mà nó đau canh cánh bên lòng. Thì thôi thì bữa nay trong cái mùa Du Lan báo hiếu, thì có người cũng gợi lên cho thầy một cái ý nghĩ là thầy ơi, mùa Du Lan này thầy đừng khóc, thầy khóc cái mặt thầy xấu quá. Thầy nói thì thôi vậy thầy tìm cái chủ đề gì thầy nói thầy không khóc.
Thế vậy thì thầy nói là báo hiếu cha mẹ bốn mùa. Bốn mùa giọng báo tứ âm. Thì bây giờ mình bốn mùa mình nghĩ về cha mẹ, mùa nào mình cũng nghĩ về cha mẹ được đó. Chứ đâu phải chỉ có mùa này mình về nghĩ về cha mẹ đâu. Đâu có phải mùa này mình làm lễ Vu Lan báo hiếu mới báo hiếu cha mẹ. Phật tử đồng ý với thầy không? Đồng ý không? Như vậy thầy mong rằng không còn nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước biển. Không còn cái cảnh cha mẹ ngồi khóc thương nhớ con. Dầu rằng cái mùa nào cha mẹ cũng không có khóc thương nhớ con hết, mà mùa nào con cái cũng nhớ ơn báo ơn cha mẹ hết. Và cuối cùng thầy gửi đến thông điệp cùng tất cả mọi người: cha mẹ nuôi ta, ta nuôi con cháu. Con cháu chúng ta cũng chính là cửu quyền thất tổ của chúng ta. Nếu ta không biết thương yêu lẫn nhau, và tất cả những cái gì xung quanh chúng ta cũng chính là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng tôi nói đơn giản là con mèo, con chó, con chuột, con gì đó trong nhà của mình thì coi chừng thân bằng quyến thuộc của mình đó. Vậy thì người Phật tử tu tập mà giữ giới không sát sanh cũng đã báo hiếu cho cha mẹ mình rồi. Ngày hôm qua chúng tôi đã giảng về chủ đề đó. Nếu mà người Phật tử chỉ biết tu thôi, tu hành thôi thì đã báo hiếu rồi. Nhưng mà tu hành như thế nào thì chúng tôi chỉ nói giữ giới thôi. Ai giữ được năm giới là người đó đã báo hiếu cho cha mẹ rồi. Và cuối cùng chúc quý vị là những người con hiếu thảo, không phải một mùa mà bốn mùa hiếu thảo Phật tử ơi. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhưng mà trước lúc kết thúc để hát một đoạn nữa mới nghỉ, phải không? Rồi đại chúng hát với thầy hay sao đây ta? Để thầy coi cái bài nào mà... Rồi, hả? Vậy hả? Hát nguyên bài, đừng hát trích đoạn, phải không? Mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn, hãy dùng màu Phật chữa trang tình thương. Đường tu không vướng một mối tơ vương, hiếu đời là cơn vô thường. Lòng con hướng về Tây Phương. Nếu con đã từng về nơi giảng đường, chắc con đã dựng bước bao sâu thương. Lời kinh cao thâm in thấu trong tim, nghe thầy giảng kinh về thiền. Lòng con bớt đi ưu phiền, phá nguyện lòng từ đây tham sân si quyết thừa, hy xá từ bi tinh tấn. Đường tu thường hằng ghi, ngày đêm tập tâm tinh thức, mới mong ngài thành công lớn lao. Nếu không có thầy dùng soi đuốc lòng, giảng kinh bạc nhà sắc tức thi không. Ngộ trong chánh giác giải thoát tâm linh, không thầy dạy con nhiệt tình, thì con suốt đời vô minh. Ngộ trong chánh giác giải thoát tâm linh, không thầy dạy con nhiệt tình, thì con suốt đời đi ăn xin, thì con suốt đời lưu linh. A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị. Và rất mong rằng một tháng sau quý vị cũng về đây để mà tu tập niệm Phật với thầy một ngày, mỗi ngày mỗi đông hơn, để thầy có cái nghị lực để cố gắng xây thêm một cái nhà giảng nữa, để cho quý vị có một nơi thoáng mát, tiện nghi nhiều hơn cái chỗ này thôi. A Di Đà Phật.